Cô chào tất cả các em nha. Thì cô biết là cái đoạn mà giải toán về liên kết hoán vị gen này á, có nhiều bạn là chúng ta nắm không có vững. Và ngay cả khi là em đã được nghe giáo viên giải nhưng mà em vẫn không có nhớ cái cách giải. Cho nên là cái lớp mới học thì nhớ nhưng mà sau đó nó quên. Cho nên cô mới làm thành video để cho em muốn xem lại nhiều lần hoặc là muốn xem lại vào bất kỳ thời điểm gì thì em đều có thể xem lại được nha. Bây giờ chúng ta cùng nhau chúng ta giải. Chúng ta chỉ có 6 câu thôi. Chúng ta kiên nhẫn nhá. À, câu đầu tiên này. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các allele trội là trội hoàn toàn. Quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng lại xảy ra hoán vị gen ở hai giới với tần số như nhau. Vậy khi cái tiến hành một cái phép lai P như thế này. Đó. Trong tổng số cá thể thu được ở F1 thì số cá thể mang kiểu hình trội về ba tính trạng. Trội về ba tính trạng nghĩa là nó phải trội ở A, trội ở B và trội ở D luôn. Nó chiếm tỷ lệ là 50,73%. Thì cô ghi là 0,5073. Mình ghi như thế này mình sẽ không có làm nhầm nhá. Nếu như em cứ ghi là 50,73% á thì những bạn mà em không có hiểu rõ về bản chất của cái phần trăm ở bên toán học á thì một hồi khi cộng trừ nhân chia, đặc biệt là phép nhân với phép chia, là em sẽ làm ra kết quả sai. À, còn chi bằng mình cứ ghi như vậy, mình sẽ luôn đúng. Cái bây giờ đề hỏi là theo lý thuyết thì số cá thể F1 có kiểu hình lặn về một trong ba tính trạng trên chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Đó. À, vậy thì để mà mình có thể giải tốt cái bài này thì bây giờ chúng ta cùng nhau chúng ta xem cái chúng ta xem lại cái công thức của nó nhé. Là em chờ cho cô 15 giây thôi. À, nhẩm trong đầu 1 đến 15 thôi là cô cho em cái công thức là chúng ta sẽ làm tốt thôi. Đấy, bây giờ trên màn hình của em là cô share cái hình ảnh của quyển bí kíp sinh học của cô. Em mở trang số 15 nhé. Thì chúng ta học những công thức sau đây. Công thức thứ nhất á, là đối với một cái kiểu gen khi mà nó hoán vị á, thì cái gen tự liên kết sẽ tính bằng cách lấy 0,5 trừ P trên 2. P là tần số hoán vị gen ha. Còn cái gen tự hoán vị á, thì mình tính bằng cách lấy P trên 2. P đương nhiên là tần số hoán vị gen rồi. À, đấy là công thức thứ nhất chúng ta ôn lại. Công thức thứ hai này chúng ta ôn lại nè. Là công thức 13.2. Thì khi mà hai bên bố mẹ đều dị hợp hai cặp. Em thấy cô liệt kê thì là ba phép lai. Nhưng mà mình nhớ thì dễ lắm. Hai bên bố mẹ đều dị hợp hai cặp thì chúng ta có công thức sau. Cái kiểu gen mà gồm hai cái gen trội nó bằng 0,5 cộng với đồng hợp lặng. Cái kiểu gen mà gồm một cái tính trạng trội á à, thì nó có sẽ có hai kiểu gen mà có một tính trạng trội. Đó là A lớn gạt B nhỏ với lại A nhỏ B lớn gạt. Đó thì nó được tính bằng cách lấy 0,25 trừ đi A nhỏ B nhỏ trên A nhỏ B nhỏ. Thế thì A nhỏ B nhỏ trên A nhỏ B nhỏ này tính bằng cách nào? À, thì hãy nhìn công thức 13.3 tính bằng cách lấy tỷ lệ gieo từ A nhỏ B nhỏ của bố gặp A nhỏ B nhỏ của mẹ. Để chúng ta tính ra. Vì chúng ta ôn thêm một công thức cuối nữa rồi chúng ta bắt đầu chúng ta giải là công thức 15.3. Khi mình tính tần số hoán vị gen chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất dựa trên số tế bào có hoán vị gen. Thì cái này mình ôn sau ha. Chúng ta ôn cái cách thứ hai thôi. Dựa vào tỷ lệ kiểu hình lặn. Sau khi mà em tính ra được cái tỷ lệ kiểu hình lặn thì từ cái tỷ lệ kiểu hình lặn này em dễ dàng em tính được tỷ lệ gieo từ A nhỏ B nhỏ. Và từ đó ta tính tần số hoán vị gen dựa theo cái quy tắc dưới đây là nếu tỷ lệ A nhỏ B nhỏ mà nó nằm từ 0 cho đến 0,25 thì A nhỏ B nhỏ là gieo tự hoán vị. Lúc này tần số hoán vị gen bằng 2 lần nhân với gieo tự hoán vị. Còn nếu như mà cái A nhỏ B nhỏ này á, nó nằm trong cái đoạn từ 0,25 đến 0,5 thì A nhỏ B nhỏ nó là gieo tự liên kết. Lúc này tần số hoán vị gen bằng 0,5 trừ đi cái tỷ lệ A nhỏ B nhỏ rồi nhân với 2. Đó. Như vậy là chúng ta ôn xong nhá. Công thức này thì em đã cầm trong tay, em mở ra em xem lại, em xem đi xem lại. À, rồi bây giờ chúng ta quay trở lại, chúng ta giải cái bài của mình nè. Đấy, à, mới chỗ này là cô mới tóm tắt đề thôi, cô chưa làm gì ha. Bây giờ có phải là
chúng ta nhìn vào cái phép Lie đề cho, chúng ta sẽ thấy là A với B luôn đi với nhau, tại vì nó liên kết với nhau. Thì ta đóng ngoặc lại để ta nhớ rằng ta luôn luôn phải tính A với B là chung, à, còn D là ta tính riêng. Như vậy cái phép Lie này nhá, để cho dễ hiểu chị em, cô tách nó ra thành hai phép Lie thành phần. Phép Lie thứ nhất là gồm có cái nhóm này gen A với B thôi. Phép Lie thứ hai là gen D. À, vậy thì cái kết quả nhá, cái kết quả của cái phép Lie thứ nhất này là cô chưa biết. Cô chưa biết thì cô cứ để vậy. Nhưng cái kết quả của phép Lie thứ hai có phải là cô đã biết nó là một D lớn, 2D lớn D nhỏ, 1D nhỏ D nhỏ. Rồi tiếp tục nha. Thế bây giờ đề bảo là E lớn gạch B lớn gạch nhân D lớn gạch là 0,5073 nè. Vậy cô suy ra bây giờ E lớn gạch B lớn gạch thì cô chưa biết, nhưng mà D lớn gạch là cô biết. D lớn gạch là bao gồm hai kiểu gen này, D lớn với D lớn D nhỏ là D lớn gạch thì bao gồm hai kiểu gen này ha. Vậy nó chiếm 3 trên tổng số 4 phần, được chưa? Tất cả là 4 phần mà nó chiếm 3 phần, là nó chiếm 3 phần 4, mà 3 phần 4 là số 0,75. Nên cô nhân 0,75. Đấy. Vậy bằng 0,5073. Từ đó cô có thể suy được là nguyên cái nhóm E lớn gạch B lớn gạch đó, thì bằng 0,6764. Rồi. Và có phải theo công thức thì xuống hàng luôn đi nha. Theo công thức thì có phải là E lớn gạch B lớn gạch này này, à, ta vừa ôn xong, nó chính là 0,5 cộng với đồng hợp lặn ha. À, và chúng ta rõ ràng là chúng ta vừa mới tính được cái, chúng ta vừa mới tính được là cái mà E lớn gạch B lớn gạch đó là 0,6764. À, vậy thì từ đây chúng ta dễ dàng chúng ta tính được cái đồng hợp lặn. À, là bằng 0,1764. À, và cái đồng hợp lặn này có phải là theo công thức hồi nãy chúng ta vừa ôn thì cái đồng hợp lặn đấy. À, ở cái bài này chúng ta không cần khai triển nữa, vậy khỏi khỏi khai triển nữa, để vậy luôn đi. À, bây giờ đề hỏi mình đó là theo lý thuyết số cá thể F1 có kiểu hình lặn về một trong ba tính trạng trên chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Thế thì cái kiểu hình lặn về một trong ba tính trạng á, thì nó có phải là cách thứ nhất là lặn ở A thì trội ở B và trội ở D. Cách thứ hai là lặn ở B ha thì trội ở A và trội ở D. Và cách cuối á, là lặn ở D thì trội ở A với B và lặn ở D. À, như vậy là đây là ba kiểu gen mà có kiểu hình lặn về một trong ba tính trạng trên. Thì cô đi cô tính tỷ lệ từng kiểu gen một, sau đó cô đi cô cộng lại là xong nhá. À, thì e nhỏ b lớn gạch mình luôn mình tính thành một lần. À, vậy e nhỏ b lớn gạch có phải theo công thức nó chính là 0,25 trừ đi cái đồng hợp lặn. Đấy. Xong rồi cái thằng D lớn gạch này này, cái thằng D lớn gạch này nó bao gồm hai kiểu gen D lớn D lớn D lớn D nhỏ thì nó là 0,75 ha. À, vậy bằng nè. 0,25 trừ đi 0,1764. Xong rồi nhân tiếp 0,75 bấm máy tính bằng. Cô được là 0,0552. Đấy, tiếp tục nha. Thì cái thằng E lớn gạch B nhỏ nó cũng là bằng 0,25 trừ đi, à, trừ đi đồng hợp lặn. Xong rồi D lớn gạch cũng là 0,75. À, vậy cô thế số vào vậy nó cũng là 0,0522. Xong rồi tiếp đến E lớn gạch B lớn gạch nha. Thì nguyên cái nhóm vừa E lớn gạch B lớn gạch luôn á,
ta vừa tính được là 0,6764. À, còn D nhỏ ha, D nhỏ là chỗ này nè, là nó chiếm 1 phần 4 ha, là 0,25. Vậy là bằng nè. Không phết 1691. À. Vậy từ đây cô suy ra là lặn về một trong ba tính trạng. Thì có phải ta cộng hết nữa không? 0,0552. Nó hai lần ha, thì cô nhân hai cho nó nhanh lại, cộng với lại 0,1691. Rồi bấm máy tính có bằng mấy? Không phết 2795. Đó, vậy thì chúng ta thấy nó chính là 27 phết 95% và chúng ta lựa đáp án A. Đó, vậy là mình giải xong câu số 1 ha. Thì chúng ta giải tiếp câu số 2. Biết mỗi tính trạng do một gen quy định. Gen trội là trội hoàn toàn cho cây dị hợp hai cặp gen. Cái cây dị hợp hai cặp gen, cái cây mà dị hợp hai cặp á thì nó bắt buộc phải là cây A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ rồi đây nè. Và đề bảo là nó có kiểu hình là quả tròn vị ngọt ha. Cây dị hợp hai cặp gen có kiểu hình quả tròn vị ngọt đấy. Lai với cây có kiểu hình quả tròn vị chua. À, thế bây giờ em thấy là cái cây có A lớn A nhỏ mà nó tròn. Vậy thì từ cái chỗ đó thôi là chúng ta suy ra là A lớn là quy định quả tròn. À, vậy thì bây giờ nó phải trội so với A nhỏ quy định cái gì đấy. Thì mình để đấy từ từ ha. Tiếp tục. À, B lớn B nhỏ mà quả ngọt. Như vậy có nghĩa là B lớn là quy định quả ngọt rồi. Và nó trội hoàn toàn so với B nhỏ quy định gì ha. Thì em nhìn thấy này, ta đọc đề ta thấy đối diện với ngọt là chua nè, vậy B lớn là quy định quả chua đấy. Vậy tiếp tục nha. Thế thì cái cây bên đây nó là cây tròn thì nó phải là cây A lớn gặp, mà nó chua thì phải là B nhỏ đó. Xong đề mới nói là thu được F1 có bốn loại kiểu hình, có bốn kiểu hình, thì cái bốn kiểu hình này em tách ra là bằng 2 nhân 2 2 nhân 2, có nghĩa là à, cái thằng A lớn A nhỏ này á, nó lai với cái thằng A lớn gặp này. Cô lấy cô chất mỗi thằng A là A lớn A nhỏ lai với A lớn gặp này này, là nó phải cho hai kiểu hình. À, vậy thì nó phải do A lớn A nhỏ lai với A lớn A nhỏ. Chứ em hình dung con, nếu như mà chỗ này mà A lớn thì nó ra một kiểu hình chứ đâu phải hai kiểu hình. Vậy tới đây tao biết chỗ này là A lớn A nhỏ rồi nha. Và tiếp tục là cái thằng B nó cũng cho hai kiểu hình nữa, B lớn B nhỏ lai tiếp với lại B nhỏ cho hai kiểu hình thấy khớp rồi ha, cho hai kiểu hình được khớp rồi nè, khớp với đề rồi đó. Rồi. Vậy tóm lại là chúng ta đã biết P rồi đây này, biết P, giờ cô ghi lại P thôi nha, cô ghi lại P. Rồi, xong đề nói là trong đó kiểu hình quả bầu dục vị chua chiếm 14%. À, bầu dục chua. À, thế thì bầu dục thì không phải là ngọt, xin lỗi, bầu dục không phải là tròn. Vậy thì nó chính là cái gen lặn này đây này. Đấy nhá. À, vậy bầu dục chua thì rõ ràng kiểu gen phải là đồng hợp lặn. Đấy. À, vậy bằng có phải là bằng gieo tử A nhỏ B nhỏ của đực nhân A nhỏ B nhỏ của cái theo đúng công thức mà hồi nãy chúng ta vừa học không? Đấy, à, nó bằng là A nhỏ B nhỏ của đực nhân A nhỏ B nhỏ của cái. Vậy thì chúng ta cứ coi rằng cái cây bên tay trái này, cô tô vàng này là cây đực đi. À, thì cái cây đực này nó cho A nhỏ B nhỏ bằng bao nhiêu cô không có biết. Nên cô cứ để đấy. Nhưng mà cái cây bên đây nè, cái cây bên tay phải này nè, là do nó đồng hợp một cặp. Là cho nên á, là vì nó đồng hợp một cặp cho nên A nhỏ B nhỏ lúc nào cũng là 0,5 hết. Em có thể nhớ là như vậy nha. À, vậy từ đấy mà chúng ta
Và theo đề thì cái cây bầu dục chua này nó là 4% gì là 0,04 đó. Vậy có phải từ đây chúng ta dễ dàng chúng ta suy được e nhỏ b nhỏ của đực à, bằng lấy 0,04 chia 0,5 thì được 0,08 đó. Và e nhỏ b nhỏ của đực này là bằng 0,08 là nó nằm trong cái đoạn. Cô ôn lại luôn cho em nhé, nói chậm cực luôn rồi đó. Đây này, cái này ha cô Tô, tức là cô để nó một cái màu khác, là cái này nó là cái lý thuyết thôi nha. Đấy à, là nếu sau khi em có được tỷ lệ a nhỏ b nhỏ thì vì a nhỏ b nhỏ mà ta vừa tính được là này, nó nằm trong cái đoạn từ 0 đến 0,25, cho nên a nhỏ b nhỏ là gieo tự hoán vị, thì lúc này tần số hoán vị gen của mình sẽ bằng lấy số 2 nhân với tỷ lệ a nhỏ b nhỏ thì bằng 2 nhân với 0,08, vậy bằng 0,16. À, mà 0,16 thì là 16%. Cho nên chúng ta lựa đáp án là câu C. Rồi, chúng ta sẽ dạy xong câu 2 nha. Ta tới câu 3. Cho biết E lớn quy định thân cao trội hoàn toàn so với A nhỏ quy định thân thấp. B lớn quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với B nhỏ quy định hoa trắng. À, cho cái cây thân cao hoa đỏ tự thụ phấn. Viết P nha. Thế thì đề đã nói sẵn cho mình á, là E lớn là thân cao nè, B lớn là hoa đỏ nè, vậy là cái cây cao đỏ tự thụ phấn thì có phải cái phép lai của mình nó chính là E lớn gặp B lớn gặp, tự lai với E lớn gặp B lớn gặp. Và cô không ghi nhưng chúng ta phải nhớ trong đầu là hai cái kiểu gen hai bên này là y như nhau nha, tại vì nó là tự thụ phấn, nó chỉ có một cây thôi, cho nên kiểu gen hai bên này như nhau. Thu được F1 có 4 loại kiểu hình. F1 có 4 kiểu hình. Vậy chúng ta làm kỹ thuật y như câu 2 thôi, là chúng ta tách cái 4 kiểu hình này thành 2 nhân 2. À, có nghĩa là cái thằng là E lớn gặp lai với cái thằng E lớn gặp, nó phải cho hai kiểu hình. Mà nó cho hai kiểu hình thì nhất định nó phải do phép lai E lớn E nhỏ lai với E lớn E nhỏ. Chứ còn nếu như mà chỉ cần xuất hiện một E lớn ở đây thôi thì nó ra một kiểu hình chứ không phải là hai kiểu hình. À, và tương tự như vậy thì đến cái thằng B, B lớn gặp mà lai với B lớn gặp á, nó cũng phải cho hai kiểu hình. Cho hai kiểu hình thì nhất định nó phải do cái phép lai B lớn B nhỏ lai với B lớn B nhỏ. Đấy. Vậy từ đây chúng ta viết, cô viết lại P được rồi nha. P của mình chính là E lớn E nhỏ B lớn B nhỏ lai với này E lớn E nhỏ B lớn B nhỏ. Rồi. À, xong vậy cái P này để nó là sau khi cho P tự thụ phấn xong rồi á thì thu được cái cây cao trắng là chiếm 16%. Mà cây cây cao trắng thì đề đã quy ước gen sẵn cho mình rồi ha. Cái cây cao trắng, cây cao là phải có E lớn. Và cây trắng thì đề đã nói sẵn cho mình đây này, B nhỏ là hoa trắng. Vậy trắng ít phải là B nhỏ B nhỏ. À, vậy là chiếm là 0,16. À, vậy theo đúng công thức giải nhân có phải là cái thằng E lớn gặp B nhỏ này nó chính là 0,25 trừ đi thằng đồng hợp lặng này không? Rồi đồng hợp lặng không bị bắt à. Ghi vậy đi cho nó. Đấy, để cho nó rồ hay ghi vậy cho nó rồ ấy. Giả vờ tí vậy ha. Vậy thì từ đây có phải em sẽ dễ dàng em suy được cái đồng hợp lặng này là 0,09 lúc nào? Đấy. Và 0,09 này á thì nó phải bằng này, nó phải bằng này. Cái gieo tử E nhỏ B nhỏ của đực nhân với gieo tử E nhỏ B nhỏ của cái. À, mà có phải đây là phép tự thụ phấn? Tại vì nó là phép tự thụ phấn cho nên cái E nhỏ B nhỏ của đực nó phải bằng cái E nhỏ B nhỏ của cái. Cho. Vậy bây giờ hai đứa bằng nhau nhân với nhau mà bằng 0,09. À, vậy có phải cô suy ra là bây giờ tỷ lệ gieo tử E nhỏ B nhỏ của cái với đực bên nào cũng vậy, bằng nhau luôn và bằng 0,3 không nào? À. Mà khi nó bằng 0,3 rồi á thì có phải E nhỏ B nhỏ này là nhìn nhìn trên á, nhìn theo con trỏ chuột của cô nhìn trên, nó nằm trong cái đoạn từ 0,25 đến 0,5. Vậy lúc này tần số hoán vị gen dùng công thức số 2. Vậy thì tần số hoán vị gen của mình lúc này sẽ bằng là 0,5 trừ đi cái tỷ lệ E nhỏ B nhỏ đấy, tức là trừ đi 0,3
xong rồi nhân 2, à, vậy bấm máy tính thì được 0,4. À, 0,4 thì bằng 40%. Vậy câu 3, lựa cho cô đáp án B. Vậy là mình dạy xong câu 3 ha. Chúng ta tới câu 4 à. 4 à. Biết mỗi tính trạng do một gen quy định, gen trộn là trộn hoàn toàn ở đời con của cái phép lai này á. Đấy, cô viết lại cái phép lai dưới này nha. À, thì thu được cái loại kiểu hình. Mà ba tính trạng trộn này á, là có tỷ lệ 27%. Cô đổ lại là 0,27 nha. Chúng ta đổ lại, chúng ta làm luôn đúng cho cô. À. Vậy thì bây giờ cái này cũng vậy. Cô sẽ tách nó ra thành hai phép lai thành phần. Đó. Thế thì cái phép lai mà cái nhóm AB này thì giờ hiện giờ cô chả biết nó ra nhiều. À, nhưng mà cái D nhỏ lai, D lớn D nhỏ thì cô biết nó ra một D lớn D nhỏ. Một D nhỏ D nhỏ. Đấy. À, vậy thì từ đây nhá, cái nhóm A lớn gặp B lớn gặp á, là cô chưa biết nó bằng nhiều hết á. À, vậy suy ra tiếp này. A lớn gặp B lớn gặp, cô đâu biết bằng nhiêu đâu để vậy. Nhưng mà D lớn gặp, đây là D lớn gặp chỗ này nè, có phải là nó chiếm 1 trên tổng số 2 phần chưa? Vậy D lớn gặp này là 0,5. À, và theo đề nó là 0,27. Vậy từ đó cô dễ dàng cô tính được là A lớn gặp B lớn gặp của mình á, là bằng 0,54. 0,54. Và theo công thức này nó chính là số 0,5 cộng với cái đồng hợp lại. Rồi. Được chưa? Vậy thì từ đây cô cũng lại dễ dàng cô suy được, thế thì cái đồng hợp lặng của mình nó là 0,04. Đồng hợp lặng 0,04 nè, 0,04 nè. Và đồng hợp lặng này bằng A nhỏ B nhỏ của đực nhân A nhỏ B nhỏ của cái. Đấy. Và bây giờ là ta nhìn thử coi A nhỏ B nhỏ của đực này, em nhìn cái cơ thể đực đây nè, nhìn phép lai cái này tôi đã tôi rành rồi nha. A nhỏ B nhỏ của cơ thể đực á, nó là giao tử hoán vị, mà A nhỏ B nhỏ của cơ thể cái đó là giao tử liên kết. Cho nên hai cái giao tử này tỷ lệ không bằng nhau, cho nên bạn nào tự nhiên phán lúc này suy ra A nhỏ B nhỏ là 0,2 là em đã phán bậy ha. Em nhìn vào P em thấy hai bên A nhỏ B nhỏ đâu có bằng nhau đâu. Vậy tới đây cô suy ra tiếp. Thì cái A nhỏ B nhỏ của đực á, A nhỏ B nhỏ của đực nó là giao tử hoán vị, cho nên A nhỏ B nhỏ này sẽ được tính bằng cách là lấy P chia 2. Đúng chưa? Tiếp tục. Nhưng mà A nhỏ B nhỏ của cơ thể cái bên đây là thì nó là giao tử liên kết, thì tính bằng cách lấy 0,5 trừ P trên 2. Đấy. Và từ đây nó sẽ bằng là 0,04. Và em giải cái phương trình này, em giải ra được hai ẩn nhé em nhé, một ẩn âm một ẩn dương, thì chúng ta lấy cái ẩn dương thôi. Và cô giải ra P của mình chính là bằng 0,2. Nếu mà em giải không được cứ để lại bình luận ha, cô sẽ hướng dẫn giải cho riêng cái bạn mà không biết giải cái phương trình này. Đấy. Vậy thì chúng ta lựa đáp án là câu C, 20%. Đấy. Chúng ta tiếp tục với câu 5. Câu 5 cũng tương tự như này cái câu 4 đấy nha. Và chúng ta có phép lai này. Và chúng ta cũng đề cũng nói tỷ lệ kiểu hình có 3 tính trạng trội này. Và theo đề thì nó bằng là 0,405. Và chúng ta làm y chang như vậy ha. Chúng ta làm y chang, cô tách thành phép lai thành phần này. Đấy, cái phép lai ở trên này cô tách thành hai phép lai thành phần. Rồi. Và cái phép lai AB này thì cô chưa biết nên cô để vậy, nhưng cái phép lai D á, cái phép lai D này. À này, cô biết nó được là 1 D lớn D lớn.
2D lớn D nhỏ, 1D nhỏ D nhỏ. À, vậy từ đó cô sẽ suy được chỗ này là cái thằng E lớn gạt B lớn gạt cô vẫn chưa biết, nhưng cái thằng D lớn gạt á, D lớn gạt là bao gồm vừa D lớn với D lớn D nhỏ, à, thì nó là 0,75 đấy bằng 0,405. Từ đây cô suy được E lớn gạt B lớn gạt là bằng 0,54. Vậy thì suy tiếp, à, suy tiếp là đồng hợp lặn sẽ là 0,04, tức là y chang như trên ha. Đồng hợp lặn sẽ là 0,04 và sẽ là E nhỏ B nhỏ của cơ thể đực gặp E nhỏ B nhỏ của cơ thể cái. Và chúng ta cũng nhìn kiểu gen, chúng ta thấy E nhỏ B nhỏ của đực không bằng E nhỏ B nhỏ của cái. E nhỏ B nhỏ của đực là P trên 2, mà E nhỏ B nhỏ của cái thì là 0,5 trừ P trên 2. À, vậy chúng ta cũng giải phương trình và chúng ta được P bằng 0,2. Chúng ta lựa đáp án C. Chúng ta tới câu cuối cùng nha. À, cho cái cây dị hợp hai cặp gen, nó đã là dị hợp hai cặp thì nó bắt buộc phải E lớn E nhỏ B lớn B nhỏ. À, và đề nó là cái cây này là tròn vị ngọt, tự thụ phấn, à tự thụ phấn là lai với y chang bạn thân nó chứ đâu. À, thì có phải là từ cái chỗ này thôi á, thì em sẽ suy ra được là E lớn có vị có quả tròn mà, vậy thì E lớn là quy định quả tròn và nó trội hoàn toàn so với E nhỏ quy định cái gì ha. Thì em nhìn vào cái ở dưới cái thằng F1 này này tôi luôn nha, thì em thấy ngoài cái quả tròn ra, đây là tròn tròn cái nó xuất hiện bầu dục, bầu dục thì bầu dục nó ngược lại với tròn, vậy thì E nhỏ là bầu dục thôi. À, bây giờ B lớn, à B lớn nó phải quả ngọt đây nè, nó trội hoàn toàn so với B nhỏ là cái gì ha. Vậy ta tìm 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 ha, ta thấy ngọt này, chua này, chua thì không phải ngọt, vậy B nhỏ là phải chua đó. Thế bây giờ ha, ta lấy hai cây dị hợp này á, là hai bên đều dị hợp là thỏa mãn các công thức tính nhân. À, vậy thì chúng ta thấy nó tạo ra, ta dùng đồng hợp lặn cho nó dễ nhất, là đồng hợp lặn sẽ là quả bầu dục chua đấy. Và chúng ta soi ở trên cái kết quả thì chúng ta thấy có 40 cây bầu dục chua, tức là bầu dục chua chiếm 40 phần 1.000. 1.000 này là gì? 1.000 này là tổng số cây đấy nha. Em cộng hết lại 540 cộng 210, 210 40 cộng lại được 1.000. À, vậy sau khi cô chia xong cô được 0,04. Vậy thì E nhỏ B nhỏ B nhỏ là 0,04 thì bằng, có phải bằng E nhỏ B nhỏ của đực nhân E nhỏ B nhỏ của cái. À, mà đây là phép tự thụ phấn cho nên E nhỏ B nhỏ của đực này nó phải bằng E nhỏ B nhỏ của cái. À, hai đứa bằng nhau nhân với nhau là 0,04 thì suy ra hai đứa đấy đều bằng nhau luôn và nó bằng 0,2 ha. Khi nó bằng 0,2 thì có phải lúc này tần số hén vị gen tính bằng công thức lấy 2 nhân 0,2 không nào? À, tại hồi nãy ôn rồi nên chỗ này cũng nói nhanh ha. Đấy, 0,4 phải đáp án câu C. À, bạn nào vẫn còn lấn cấn chỗ nào thì hãy để lại, hãy để lại bình luận ha. Cô sẽ khi cô nhìn thấy bình luận của em thì cô sẽ giúp em, cô có thể giúp riêng em hoặc là cô trả lời ngay bình luận của em tùy vào cái bình luận đấy em biết nói cái gì. À, rồi xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài học tiếp theo nha.